Ngày 17 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Yên Phú ngày 7 tháng 9. Vụ án được khởi tố theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sự đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, tối ngày 7 tháng 9, anh Nguyễn Đình Hướng, sinh năm 1979, có hộ khẩu thường trú ở thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, được ghi nhận là bệnh nhân COVID-19 có mã số 551.348. Trường hợp này tự ý đi chợ tại Hà Nội trong thời gian đang thực hiện cách ly tại nhà, sau đó làm lây lan dịch cho 8 người khác. Trước đó, ngày 17 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1977, ở thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, về tội vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người theo khoản 1 điều 295 Bộ luật hình sự. Đây là chủ quán cắt tóc Khoa Thơm mở cửa trong thời gian tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu và có F0 đến cắt tóc làm phát sinh 50 F1. Trong đó, nhiều người trở thành F0 khiến bùng phát đợt dịch lớn nhất tại huyện Yên Mỹ vào tháng 6 và tháng 7.